Trong giới luật của Đức Phật có cấm cất giữ tiền bạc, dạy người cư sĩ thì không thể không giữ cái giới này, không phạm giới này. Đúng rồi, cái người cư sĩ thì không phạm giới này đâu, bởi vì cái người tu sĩ là khi mà thọ bát quan trai thì con vẫn giữ được tám cái giới, tức là chín giới sa di, còn cái giới không có giữ tiền bạc con còn giữ được. Nó là trong thọ bát quan trai cái giới mà cỡ giữ tiền bạc thì con còn giữ được, cho nên nó không có, con không bị phạm đâu, mặc dù là con giữ giới của người tu sĩ rồi đó, nó chín giới của sa di rồi đó, nó trở thành người tu sĩ, nhưng mà con thọ giới sa di thì con không có giữ tiền bạc, mà con cứ giữ tiền bạc là không sai. Cho nên cái giới mà cứ giữ tiền bạc là sai. Vậy thì xin thầy giải thích trong bốn loại, trong bốn hạng đệ tử của Phật có thánh cư sĩ nam nghĩa là sao? Ở đây dùng chữ thánh là theo ý nghĩ gì? Cư sĩ nam nữ thọ những giới gì được xem là thánh đệ tử Phật? Cái người cư sĩ mà thánh đệ tử của Phật, họ có quyền cất giữ tiền, nhưng họ chi phí cái tiền của họ không phải vì cá nhân của họ nữa. Họ làm ra tiền, họ cất giữ tiền, nhưng mà họ làm những cái điều tốt, làm cái điều đem đến cái sự an vui cho người khác, chứ không phải vì làm có tiền. Như bây giờ con làm có tiền, con không phải là có tiền mà đi ăn, đi nhậu, đi nhạc, đi này kia, điều đó để sai. Là cái người cư sĩ đó không phải thật thánh. Thánh gì mà còn đi với ôm, con hiểu điều đó chưa? Thánh tính gì mà còn vô quán rượu nhậu, như vậy đâu phải thánh. Cho nên vì vậy mà những cái giới luật đó nó thực hiện được cái thánh. Cho nên con có tiền, có giữ tiền, nhưng mà con không chi phí bậy, con không làm sai, con hiểu chỗ không? Cho nên cái tiền của con bây giờ con mua quà, con biếu cho mẹ con, hoặc là con sắm cái áo, cái vật dụng gì cho mẹ con, điều đó để được hết, không có ai. Mà bây giờ mẹ con cần phải có một chiếc xe, con sẽ sắm cho mẹ con. Con không nghĩ đến con đâu, con không nghĩ bây giờ mình phải như thế. Nhưng mà cái phương tiện mà đi làm á, đi làm để con có cái chiếc xe con đi làm, con có quyền sắm, không ai đầy con hết. Đó là một cái tốt mà, đâu phải cái xấu. Nhưng mà con có tiền mà con bây giờ đi ăn nè, đi nhà hàng ăn uống này kia rồi, đủ cách mà để con phục vụ cho cái bản thân con, để mà thỏa cái dục vọng con, cái tham lam muốn thì phải. Người cư sĩ mà thánh cư sĩ không có còn dục, nhưng mà người ta làm có tiền được, người ta cất giữ tiền, người ta làm cái điều tốt thì cái người cư sĩ còn cất giữ tiền bạc được, cho nên gọi là thánh. Thật sự ra thì người ta sống như bình thường như mọi người, người ta làm có tiền chứ người ta đâu có ăn, người ta đâu có xin ai đâu, người ta do mồ hôi nước mắt người ta làm không gian ở trong đó mà. Đó, cho nên người ta có quyền người ta giữ tiền, nhưng mà tiền người ta giữ không có nghĩa là ta phục vụ cá nhân, người ta chạy theo dục là bởi vì cái tâm dục của cái người cư sĩ người ta không, người thánh người ta không còn dục. Cho nên cái đồng tiền người ta làm được, người ta chi phí cho đúng chỗ, an ủi những bất hạnh của xã hội, làm những điều tốt đối với mọi người chứ không phải là gì. Cho nên tiền bạc họ được cất giữ, cho nên họ vẫn được là thánh. Như gì mình thấy rất rõ mà, đối với đạo Phật thì không tham sân si, phải không? Mà cái người này làm ra tiền chứ đâu phải là do tôi tham tiền mà tôi cố gắng tôi làm đâu, tại vì tôi đứng trong vị trí tôi có thể làm được cho nên nó có tiền, do cái tiền tôi chi phí đúng cách trong cái từ thiện xã hội, làm việc tốt. Cho nên những cái điều mà hôm nay mà gọi là trong bốn giới của đệ tử của Phật gọi được là thánh cư sĩ là phải thánh giới luật, nó có thánh giới luật của người cư sĩ, nhưng mà đâu phải là có một cái giới mà có giữ tiền mà gọi ông gọi không gọi ông ta thánh. Ông ta cất giữ tiền nhưng mà ông ta đâu có phục vụ cá nhân ông ta đâu, ông ta làm tốt ở trên cái mồ hôi nước mắt của ông ta, cho nên ông là thánh cư sĩ. Cho nên ông giải thoát hoàn toàn, ông không bị nô lệ tiền bạc, nghĩa là ông làm hiền tiền hàng tỷ nhưng mà ông không nô lệ tiền bạc. Lỡ bây giờ mà có người ta thục kết người ta lấy tiền, ông thấy bình thường không gì chuyện đó, ông buồn, đó là thánh đó. Thật sự ra cái người mà mất tiền mà không buồn là thánh rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Cho nên mà đừng cất giữ tiền mà đừng buồn thôi, mà đừng để tiền sai mình, đó là thánh, cái đó mới thật sự là thánh thật sự đó. Còn nhiều khi chúng ta không tiền mà chúng ta muốn quá trời thì đó là mới phàm phu đó, chứ chưa hẳn là người không tiền. Tôi không cất giữ tiền mà trời, tôi mỗi lần mà tôi đi ra tôi xin văn quá xe mà tôi đi thì kẻ nó dạy người nó khác, tôi bực mình quá trời, phải có tiền sướng chút để nhận khổ quá. Thì mấy người cái không cất giữ tiền mấy người còn phàm phu chưa phải thánh. Cho nên ví dụ bây giờ thầy cũng tiền, thầy ra bến xe thầy xin cho thầy quá gian xuống thành phố, thầy cứ người xe nói xe ông thầy hay hoặc là sư hãy đến xe khác, xe của con đầy rồi, hết chỗ ngồi rồi. Lỡ cái xe khác nó cũng nói là xe con người ta đăng ký hết rồi,
À, nếu mà bực lên trời có tiền nó chắc nó mời mình cũng kịp, là bây giờ không tiền nó không cho mình ngồi, nó cũng có lý đó chứ. À, nhưng mà mình bực mình là mình sai rồi, mình không phải thánh rồi, mình không có giữ tiền mà mình phải thực hiện cái đi sành đi chinh mà, người này không cho người khác cho như vậy. Nhưng mà các con nhớ đi, cứ nhớ đi, thầy hồi đó đâu có tiền đâu mà thầy đi xe từ trắng bàn này thầy đi ra ngoài thường chiếu mà đi mấy chặng đường chứ đâu phải không. À, lợi xe này không cho, lợi sinh xe khác, mình là người tu sĩ có gì dẫu dàng đâu. Còn họ thiên hạ ùn ùn lên cái xe thứ nhất, để cái xe sau trống bóp cái gì lo gì đâu. À, nhưng mà cái chủ xe người ta không cho là tại vì người ta làm ăn người ta không. Nhưng mà không ngờ là mình đến xin xe này không được, xe không được. Cái người Phật tử họ bỏ vé, họ bỏ tiền ra họ mua vé xe không cho mình đi. Nó có gì đâu, bao nhiêu người trước mắt họ thấy ông này đến xin xe này không được, tội nghiệp thầy quá ông có tiền. Thì có người họ bỏ tiền ra cho mình, họ mua vé xe cho mình đi, mình cũng đi được, không có gì đâu. Mà cất giữ tiền làm chi khi mình là người xuất gia đó, đó là. Còn người cư sĩ, mấy con mặc chiếc áo cư sĩ này, mấy con cái đầu tóc này, mấy con ra xin, trời ơi, ông còn tay còn chân mà đi xin à. Có phải không, mấy ông cục của tôi mới cho chứ, mấy ông chưa có cục mà làm sao tôi cho. Đó là những cái điều kiện. Cho nên vì vậy cái giới cất giữ tiền vẫn được gọi là thánh cư sĩ, nhưng mình không bị nô lệ tiền bạc là thánh, còn mình bị nô lệ tiền bạc. Chính cái giới này mới nói lên được cái người cư sĩ, mới nói lên được cái người tôi cất giữ tiền chứ tôi chưa bị nô lệ tiền bạc. Tôi làm, tôi cất giữ tiền mà tôi làm điều tốt, tôi biết ở chỗ đó nó cần thiết cái số tiền đó để làm cái gì, để sao tôi bỏ ra tôi muốn tiếp chút nào. Còn đấy, có nhiều người cư sĩ họ cất giữ tiền mà họ làm rất đúng, họ đọc được kinh sách thầy, họ bỏ tiền ra họ mua một cái máy in rất là tuyệt vời, nhưng mà điều kiện là họ ở xứ xa rồi họ mua, cho nên ở đây người ta mua cái máy quá tệ, làm cho thầy xài cũng khó xài. Bởi vì họ đọc sách thầy, những sách này nó cần phải phổ biến cho người ta đọc chứ, để người ta hiểu chứ. Cái tâm niệm của người ta khi người ta cầm được cái đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt người ta làm, người ta không hề tiếc mà người ta nghĩ đến cái sự lợi ích cho mọi người mà, cho nên người ta sẵn sàng người ta làm cái điều đó. Nhưng mà khi về đây á, thì tới đây á, thì người ta cái người buôn bán và cái người ta không thật lòng như cái người mà bỏ tiền ra. Cho nên người ta mua cái máy, người ta đưa cho mình cái máy cũ, nó không có ổn lắm, thành ra sử dụng nó quá quá cực khổ. À, đó là khi đó đó, mà nếu mà mình giữ tiền bạc mà biết làm những cái điều tốt như vậy, đó là người thánh cư sĩ, họ là thánh. Chứ nhiều người trời đã có một đồng không dám cho nữa, mới ngon họ tiết kiệm đến đổ mà họ chết đuối rồi mà họ còn họ ngoi đầu lên mà họ nói à bây giờ nó một quan là tôi cứu ông chứ, mà thiếu quan tôi không cứu, thôi một quan tôi chết không năm xu à thì bây giờ sắp chết rồi mà còn trả giá thì tệ lắm. Thì như vậy là mấy người đó keo kiệt ghê gớm đi, thấy cái mạng sống của ông ta mà ông ta còn keo kiệt đến mức độ đó, thôi ông thà chết chứ nó mát cái đẹp qua tiền uổng quá. Thì cái câu chuyện tuy rằng câu chuyện nó không có thật, nhưng mà điều kiện mình thấy đúng là có người keo kiệt đến mức độ đó, không dám loại đồng tiền. Thôi cho ông ăn thiệt là vất vả cực khổ mà tiền bạc đóng đóng không dám ăn. Còn có người thôi xa tí xài tí thôi, bỏ tiền mà phục vụ cái cơ thể họ có đủ cách mà cuối cùng họ lại chết sớm hơn ai nữa. À, còn cái vô minh lậu gồm những gì? Cái vô minh lậu các con biết, những cái gì mà mình không rõ mà đem đến cho mình khổ, cho người khác khổ. Cái gì mà mình không rõ mà làm cho mình, làm cho người khác khổ, mình khổ, đó là vô minh lậu. Nghĩa là có cái khổ à, có cái khổ của người khác, có cái khổ của mình, hoặc là người khác khổ mà mình không khổ, hoặc là người mình khổ mà người khác không khổ. Thì có những cái hành động đó, đó là mình làm được cái hành động đó, gọi là vô minh. Cũng như bây giờ thầy thầy nghĩ rằng thầy phải làm cái điều đó, nhưng mà cái điều đó đó có với người khổ, thì đó cái chuyện làm đó, đó dù mà thầy nghĩ rằng đó là đúng đi, nhưng mà có người khổ thầy vẫn là vô minh. Không, bây giờ đó người ta chửi thầy mà thầy nhẫn nhục tùy thuận, thầy cố gắng thầy chịu đựng, nhưng mà trong bụng của thầy nó phiền não, nó tức ngực, thằng cha này dữ thiệt. Đó thì lúc bây giờ nó là mình chịu đựng như vậy cũng là vô minh lậu. Nó cho nên cái vô minh lậu nó nhiều, mà tất cả những cái mà lấy cái căn cứ vào cái chỗ không làm khổ mình khổ người, mà có làm khổ mình khổ người là bị vô minh lậu hết. Vì vô minh mình mới làm cái điều đó. Cho nên ở đây minh thì không có bao giờ làm cái điều này. Người nào minh thì không có làm điều này.
Bởi vì cho nên khai triển cái tri kiến giải thoát là khai triển cái minh cho mấy con. Cho nên mấy con không làm cái điều làm khổ mình khổ người. Vì mình có minh cho nên mình không làm khổ mình, không làm khổ người. Còn mình không minh tức là vô minh, trong đó có khổ mình khổ người. Nói một lời nói, có người phiền não tức là đã vô minh rồi chứ sao. Vô minh mới nói chứ còn minh làm sao ai nói vậy. Sao hiểu được. Cho nên nó xác định được hai cái vế rõ ràng con. Không làm khổ mình khổ người, mà những hành động nào mà có khổ mình khổ người là người, cái hành động đó là vô minh. Hiểu không? Con nhà nên về con hỏi vô minh lậu gồm có những gì? Gồm sao được? Trời đất ơi nó nhiều quá. Làm sao gồm được? Nó hở ra cái khó khổ của người khác thì mình biết là vô minh rồi. À, có mình khổ mình cũng biết vô minh, mà người khác khổ mình cũng biết vô minh. À, như bây giờ à, thấy cái món ăn đó ngon, đó là vô minh rồi, thèm nó là vô minh rồi. Nó ngay đó là xác định được cái vô minh của mình thèm bậy đó. Giờ này đâu phải giờ mày thèm ăn rồi, giờ mày khởi thèm ăn rồi bụng mày số ột ột nữa đó. Mày vô minh quá, cái bụng mày cũng vô minh. Cái vô minh nó nhiều mặt lắm, nó gồm nhiều, bởi vì nó có ba cái lậu quạt. Mà cái vô minh nó gồm đủ thứ. Mình là con người đang vô minh biết không? Cho nên tất cả những cái vô minh lậu đều hoàn toàn ở mình. Ở đằng chốt là con người buồn. À, mình nói bây giờ tôi thích đi tù quá. À, bắt đầu đó anh chị em mình đó. À, bắt đầu khởi thương tức. Làm ăn như vậy mà có muốn lo học hành tới mức độ này mà còn đi tu. Đi tu làm gì? Mày bây giờ có tiến sĩ rồi mà mày còn ham đi tu gì? Mày muốn đó, mày muốn làm trời à, đâu tức là có cái chuyện mình nói mình muốn đi tu thôi chứ mình có chọc ghẹo ai đâu. Mà gia đình mình anh chị em không bằng lòng là đó là mình cũng đã vô minh, mình nói lời nói đó rồi. Mình biết là người ta không có thích tu mà mình không, mình nói chi mình tu để cho người ta tức giận, đó là mình cũng vô minh đó chứ. Còn em mình vô minh mình nói cái người ta chống đối là mình liền à, đó là vô minh. Cũng như bây giờ đó hồi bữa nay mình lợi cái mấy người mà tu tịnh độ, mình nói ôi trời ơi làm sao mà có thế giới thiên đàng tức là được mấy người niệm phật không, cái tin người nào tới hồi nào tới từ giờ ta tin có cõi cực lạc thiên đàng, mình nói cái câu nói đó có phải mình vô minh không? Đối với người tu niệm phật mà mình nói cái kiểu đó là mình vô minh, có phải không? Người ta tức mình liền á, thấy người cha này nói chữ đó muốn đập nó cho rồi. Cõi cực lạc rõ ràng là có Phật Di Đà đàng hoàng mà ông này nói vậy à? Lịch sử đàng hoàng người ta nói vậy đó, ông Phật Thích Ca nói đàng hoàng chứ bộ. À, do đó ông ta bị nhồi cái tư tưởng đó rồi, mà mình nói không có là người ta tức liền tức khác, cho nên thấy cái cha này nói thấy ghét quá. Đó, từ cái chỗ lời nói của mình như vậy là mình vô minh đạo, cho nên nó nhiều lắm, bây giờ vấn đề vô minh nhiều lắm. Không, bây giờ con hỏi đây trả lời. Còn cái chỗ nào nữa không? Bây giờ mấy con còn hỏi gì nữa không? Đây có hỏi là chút là cái câu hỏi thầy giảng vừa rồi. Câu hỏi đầu tiên á là thầy giải về ví dụ như mình làm một hành động ác. Ví dụ mình làm một hành động ác mà nó có nhân có quả ngay lập tức luôn. À, nó có quả luôn. Chứ không phải đợi khi chết rồi nó có nhân có quả. Đúng đó con, nói vậy. Bởi vì con thấy nhân quả cái trái đầu tiên nó cũng có cái hạt đó trong đó chứ. Cũng như cây mít nó vẫn còn sống chứ mà những cái hạt nó thì nhân lên hết. Nên bạch thầy như vậy thôi, những cái hành động của mình từ nhỏ tới lớn như vậy là biết bao nhiêu là quả trái nhân quả. Trời đó, bởi vì nó trùng trùng duyên khởi mà trùng trùng duyên sanh con, trùng trùng duyên diệt chứ, bởi nhân quả mà. Nó nhân quả sanh chứ bộ mình đi sanh sao? Có bao giờ mình đi sanh đâu mà nói nó là nhân quả. Con hiểu chưa? Hiểu được không? Bởi vì thầy đưa nhân quả thảo mộc để cụ thể chứng minh cho mấy con chứ thầy nói nhân quả con người không, mấy con làm sao tin nổi điều này. Mình thấy cái nhân quả cây cá, bởi vì mình là một cái sự sống ở trong hành tinh này mà. Nó đâu có sai được mấy con. Cái quy luật của nó. Yeah, ghê lắm rồi. Một người có thể không biết bao nhiêu bạn người thú vật à, bởi vậy thú vật gà vịt heo dê đều là con của hành động của mình ra chứ ai, bởi vì hành động nhân quả mà. Con hiểu chưa? Nhân cái quả đó mà, cái kết quả của cái hành động ác đó mà. Bởi vậy mình nghĩ vậy mình mới ráng mình tu chứ mình nghĩ gì đâu. Cho nên thầy đưa nhân quả thảo mộc rồi được đưa nhân quả con người mình mới ráng mình tu chứ không khéo tự mình làm mà bao nhiêu cái con người bao nhiêu con vật phải chịu chết khổ nè, các con thấy chưa? Cho nên mình không tu rồi mình cứ tự mình cứ, bởi vì nó luân hồi đó mà, gọi là nhân quả luân hồi. Mà thầy vậy là mình giết gà cái là mình phải hành động cái hành động ác đó. Bây đó giờ mình đang tu không tham không sân si thì biết bao nhiêu những cái người đang hạnh phúc, cứ hết hạnh phúc đó thôi đó, vậy đó. Bởi vì nó cũng sinh ra những từ trường mà nó đưa đến cái hạnh phúc, thậm chí như cái không gian cái vũ trụ chúng ta nó sẽ quân bình, nó ổn định, là nó không lũ lụt, nó không bão tố nữa. Nhưng mà bây giờ cái số của mình ngồi trong ngày ít quá mà hàng tỷ người ở ngoài kia làm ác ghê gớm, hàng ngày nó bao nhiêu gà gieo heo dê cá tôm nó ăn quá trời, thì làm sao mình đủ mình cái lực của mình bằng của ta, cho nên mình bị lép. Cho nên vì vậy mà nó ảnh hưởng lũ lụt, nó chết ba nó, chứ mình ở đây cũng nghe cũng ghê, nó chưa tới mình. Yeah.
Vậy mà thầy, con nghĩ cái chùa Long Đàm nó có một dấu Phật tử tu bớt ở đây giới là không đủ, còn ở dưới kia ác pháp quá nó tấn công rồi. Nó là vậy đó chứ sao. Đã chịu nổi. Xin thưa Trịnh lão, con hỏi chỗ này. Nhưng mà trong, tụi lão nói như vậy, nhưng mà trong một cái quyển sách về chư Phật á, quyển nào đó tụi lão nói là những cái từ trường mà thiện ác gì thải ra ngày thì lại không đi tới sinh. À, thầy muốn nói như vậy đó, là trong khi mấy con chưa hiểu được nhân quả, à, chưa hiểu nhân quả, còn bây giờ đã đưa vào cái định vô lậu rồi thì phải dập căn ra hết để mà xác định. Chứ bây giờ thầy nói như vậy mấy con chưa hiểu, mấy con làm sao mấy con tin? Mà Đức Phật nói cái gì mà chúng ta nói bằng ý thức chúng ta hiểu thì chúng ta nói, mà cái ý thức chúng ta chưa hiểu thì không được nói. Nói như nói láo. Ờ, cho nên trong cái bộ Đường Về Sư Phật mà thầy nói, con nói đó đúng. Bởi vì cái này thầy có nói ra, mấy con chưa có triển khai được cái định vô lậu, được cái vô lậu này, được cái nhân quả này. Mà thầy nói một con người mà chết mà sanh ra nhiều người thì mấy con có tin không? Thầy nói, mà thầy nói khi đó nó sẽ sanh ra nhiều người, nhưng mà phải khi mà cái thân của chúng ta hoại diệt thì nó sẽ sanh ra nhiều người. Nói như vậy để cho nó trong một cái giai đoạn. Còn bây giờ triển khai ra chúng ta mới giặt trầm nữa thì không ăn còn ai thả mình. À, muốn nói cái gì nó phải có chứng cớ, chứ còn không lấy thì không chứng cớ. Còn thầy nói kia nó có chứng cớ đàng hoàng, là tại vì tất cả những cái tư tưởng người ta đang hiểu như vậy hoàn toàn mình phải nói cho người ta hiểu cho nó đúng. Còn bây giờ đã hiểu rồi thì mấy con biết rằng đây là phải hiểu. Cho nên khi mà nhuận lại những cái tập sách mà cho nó hoàn chính xác, bởi vì cái đó là từng cái giai đoạn mà từng cái thời điểm của nó. Cho nên khi mà nhuận lại thì cái thời điểm mà đã học qua rồi, tập sách này 2005 thì nó có cái nhuận lại đó. Nó chỉnh đốn lại cho nó hoàn tất được những cái hiểu biết cho đúng, không sai. À, cũng như chẳng hạn là con đọc sách của Đức Phật, có lúc Đức Phật nói như là có cõi trời, có cõi này kia, nhưng mà không ngờ là một cái pháp người ta đã xác định cho biết rằng tất cả đều là thế giới tưởng. Sao mà thấy không? Đức Phật một cái bài pháp nó đặt sạch hết, nhưng mà Đức Phật vẫn nói có cõi trời, trời này trời kia gì nói đùng đùng hết. Mà bên đang ngồi mình thấy trời xuất hiện ra, nhưng mình phải hiểu nó là cảnh giới tưởng, không? Còn bây giờ nói về nhân quả, dù là nói bây giờ tận tử nghiệp vẫn sinh ra nhiều người chứ đâu phải một người không? Còn không nói sai không? Đâu có sai đâu. Nghĩa là bây giờ tới chết rồi chúng ta sẽ sinh ra, nó không sai đâu, mà sinh ra nhiều người. Bởi vì mình trong khi cận tử nghiệp nó đâu phải là mình lăn lộn rên la, rồi mình trong khi đó những cái lúc mà gần chết mình tức bực mình la hét con cái nữa. Những cái từ trường nó đâu phải nó sinh có một người đâu, có phải không? Mỗi cái hành động thiện ác của nó đều sỏi sanh chứ. Cho nên vì vậy mình chết mình giật cận tử nghiệp nó vẫn sanh nhiều người chứ không phải một người. Và đồng thời thì hiện giờ để chứng minh cho rõ là nhân quả thảo mộc với nhân quả con người không khác nhau. Cho nên trong khi chúng ta vẫn còn sống mà vẫn có những nhân quả để tiếp tục những cái hành động thiện ác của nó. Thầy nói vậy là trùng trùng duyên sanh ghê quá. Bởi vì Đức Phật cũng nói mà trùng trùng duyên sanh, trùng trùng duyên khởi, trùng trùng duyên sanh đúng không? Trùng trùng duyên diệt mà. Thầy cái lớp bắt chánh đạo này là bây giờ là thầy mới nói vạch trần hết những cái vạch hết đó. Bây giờ mấy cái lớp để đào tạo cho mấy con trở thành những bậc A La Hán thì vạch hết á. Mấy kỳ là thầy chỉ nói từng giai đoạn, từng cấp độ. Đúng đó bạn, đúng từng giai đoạn của nó, từng giai đoạn. À, giai đoạn đầu tiên mấy con thấy không bao giờ mà thầy nói cái vấn đề mà thiền đông độ sai hay hoặc là đại thừa sai. Những giai đoạn mà đầu tiên á, à, lúc bây giờ mà thầy còn núp ở dưới bóng của hòa thượng Thanh Từ mà để mà triển khai cái giới luật để cho chúng đi vào giới luật đó, trừ ra không được rồi thì bắt buộc thì mình phải triển khai cái hướng khác rồi. Nghĩa là nó có những cái khó khăn thì mình không triển khai, mình lấy cái lỗi của họ rồi mình hướng dẫn cho họ vào giới luật để đi vào con đường thiền định, từ đó họ mới thấy được cái đúng cái sai của họ. Còn bây giờ họ không chấp nhận thì do đó mình phải triển khai ngay liền, mình dập cái sai cái đúng để cho người ta đừng lầm cái đó nữa, để người ta hướng đến cái sự tu đúng. Cho nên nó từng giai đoạn luôn. Cho nên hôm nay thầy triển khai lần rồi tất cả thầy dập hết. À, thậm chí như thầy biết thay gì thì sẽ dạy mấy con gì nhân quả vũ trụ gì. Nhưng mà thầy chưa khai đâu, để thầy cho mấy con đi thấm nhuần tới cái chỗ mà con có cái trí tuệ mấy con nhìn được vũ trụ của nhân quả là thầy mới nói. Chứ còn bây giờ thầy nói thì nó không có cái chứng cứ, thầy nói thì được nhưng mà nó không có cái hiểu biết của mấy con. Cho nên rõ cũng như bây giờ thầy nói là bây giờ những cái từ trường đó nó sẽ làm cái thời tiết của chúng ta không ổn định, thì bây giờ chứng cứ chỗ nào để mà nói này? Cái từ trường nó vô hình rồi mà giờ nó làm cho cái vũ trụ của chúng ta nay mưa bão chỗ này mai mưa bão chỗ khác,
bắt đầu từ đây về sau mấy con sẽ học tới những cái bài cuối cùng về mà nhân quả vũ trụ, thì mấy con sẽ thấy được cái điều này cụ thể của mình. À, mà phải triển khai cái tri kiến của mấy con, cái sự hiểu biết của mấy con, cái tầm hiểu biết của mấy con ở cái chỗ nào mấy con mới hiểu. Chứ bây giờ thì bây giờ mình đưa ra cái này cho nên gì vậy mà thầy đưa qua cái bài pháp mà khi mà nhân quả của con người xong rồi, thầy thay vì vũ trụ thời tiết của nó thì thầy sẽ đưa nhân quả đó, nhưng mà đặng cho nó trọn vẹn hết mà, thì thầy không có đưa qua. Đưa qua thì có con hiểu một cách mờ niềm tin của mấy con đối với thầy, nhưng mà đối với cái sự hiểu biết của mấy con cụ thể. Bây giờ thầy nói sanh con người mà sanh ra một người mà hành động thiện ác sanh ra, thì thầy hướng dẫn cho mấy con cụ thể là qua cái nhân quả của thảo mộc, nó có cái chỗ chứng cứ chứ mấy con, phải không? Còn bây giờ nói về vũ trụ lấy chứng cứ nào mà thầy đứng để mà nói cho mấy con nữa? Thầy phải triển khai cái sự hiểu biết cho mấy con tới cái tầng giống hiểu biết đó, thầy mới hãy cho mấy con hiểu chỗ đó, thì bắt đầu bây giờ mấy con nói à, thầy nói như vậy cho thấy khéo léo chứ không khéo thầy nói láo sao. Cái mình nói mà người ta không hiểu thì mình có nói láo trong đó, Đức Phật đã xác định điều đó mà, cho nên thầy đâu dám nói cái điều đó đâu. Nó mặc dù nó thật nhưng mà cái hiểu không hiểu của mấy con thành ra thầy nói láo. Nó buộc lòng phải nói cho người ta thật sự là phải chứng minh cụ thể khoa học hàng hồi đàng hoàng như thật mới dám nói. Đúng không? Bây giờ đó à, cho nên vì vậy mà thầy đưa cho các con qua bây giờ nó các con quán các pháp vô thường. À, bây giờ quán các pháp vô thường thì tức là quán thân vô thường trước đây đã. À, bây giờ tới cái giai đoạn mấy con quán tới cái thân vô thường, cái sự thay đổi của từ khi cha mẹ sinh cho đến khi mình già chết thì nó sự thay đổi như thế nào. Hồi nhỏ mình đâu phải như bây giờ, hồi nhỏ thầy đứa bé nằm thôi thì cái gương mặt thầy nó giống bây giờ phải không? Rồi các con thấy cái tuổi thanh niên của thầy, cái hình ảnh của thầy chừa chót chừa giá, mấy con thấy bây giờ mấy con nhìn cái mặt của thầy với cái hình đó nó xa làm như là hai người ba người chứ không phải là một người. Có phải không? Nó là cái sự vô thường mà. Mấy con cứ lật nhà cái hình ảnh hồi bé của mấy con. Rồi bây giờ rồi bây giờ những gì đó. Thì bây giờ đã hết giờ rồi mấy con, thấy không? À, thôi tiền đó thầy sẽ báo sau. Ngày mai này thì mấy cô lẽ ra ngày mốt, nhưng mà ngày mốt là thầy đi họp.